Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Tiếp Ca. Một trong những công việc mà tôi làm thường xuyên, hàng ngày, hàng tuần hoặc là hàng tháng, đó chính là đi rửa xe. Mặc dù là cá nhân tôi không đứng tên một chiếc xe nào. Và tôi phát hiện ra rằng là có rất nhiều trung tâm rửa xe có những nhân viên rửa xe thiếu trách nhiệm và có thể gây hại cho xe. Cụ thể là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Vấn đề đầu tiên mà tôi cảm thấy khó chịu và có thể gây hại cho xe đó chính là dùng súng áp lực cao không đúng cách. Cụ thể là chúng ta có thể dùng súng áp lực cao cho tất cả các vị trí khác ở xung quanh xe. Tuy nhiên có một số vị trí nhạy cảm, ví dụ như là cái két tản nhiệt. Nếu như chúng ta dùng súng áp lực cao mà phun rất mạnh trực tiếp vào két tản nhiệt thì có thể làm cong vênh những cái lá tản nhiệt. Chính vì vậy, riêng phần két tản nhiệt thì chúng ta cần phải phun với một khoảng cách đủ xa và phải phun vuông góc. Vấn đề tiếp theo mà tôi rất hay để ý đó chính là những cái vị trí ở bên dưới cản. Nếu như mà trung tâm dịch vụ mà làm việc thiếu trách nhiệm thì người ta có thể sẽ đứng thẳng người lên hoặc là chỉ hơi lom khom và phụt nước ở bên trên, xung quanh và ở những cái vị trí này mà họ không luồn xuống dưới thấp hơn một chút để làm sạch những vị trí này. Khi mà chúng ta rửa xe xong, tất cả xung quanh xe có thể là rất sạch sẽ, nhưng mà khi mà chúng ta vuốt tay xuống dưới này có thể còn rất nhiều bùn. Và vì vậy những cái trung tâm dịch vụ mà có tâm thì họ sẽ phụt sạch cả những cái vị trí ở bên dưới. Tiếp đó là quy trình vệ sinh ở phần dưới và phần trên của xe. Thì thông thường thì rất nhiều trung tâm chăm sóc xe thường là phụt bọt ở trên trước, rồi sau đó là rửa và vệ sinh phần la răng. Tuy nhiên quy trình đó có vẻ như là chưa ổn. Bởi vì nếu như chúng ta làm như vậy thì có nghĩa là sau khi mà chúng ta phụt bọt ở trên rồi đi vệ sinh ở dưới thì cái bọt ở trên nó sẽ khô và nó sẽ bám vào sơn tạo thành những cái mảng bám. Và quy trình hợp lý hơn chúng tôi cho rằng là sẽ là vệ sinh cái phần la răng trước, rồi sau đó là mới phụt bọt ở trên và xịt nước. Đến phần vệ sinh lốp và la răng, tôi cũng rất hay soi mói. Những cái trung tâm mà làm ăn thiếu trách nhiệm và không có tâm thường là sẽ cọ lốp thế này. Và họ bỏ qua một cái chi tiết, đó chính là họ rất ngại trà sát ở cái phần dưới cùng của lốp. Khi mà lốp khô đi thì cái phần của lốp tiếp xúc với nền này nó sẽ trắng ra bởi vì nó còn bám rất nhiều bụi bẩn. Và trung tâm mà làm ăn có tâm thì họ phải cọ sạch sẽ đồng đều tất cả các vị trí, kể cả cái vị trí mà sát dưới sàn khi mà đỗ xe. Tiếp đó là những cái vị trí các con ốc và những cái khe kẽ. Thông thường những cái trung tâm mà làm ăn thiếu trách nhiệm, người ta sẽ không tỉa từng cái khe kẽ. Chính vì vậy mà khi mà rửa xe xong, chúng ta sẽ cảm thấy là còn rất nhiều đất cát bám ở trong những cái khe kẽ. Công đoạn tiếp theo mà rất nhiều trung tâm rửa xe mà thiếu trách nhiệm bỏ qua, đó chính là tỉa các khe kẽ, ví dụ ở các bản đề cửa hoặc là thậm chí là cái khu vực nắp bình xăng chẳng hạn, thì gần như là sẽ không được chăm sóc. Và tiếp đó, một trong những vấn đề mà tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu với rất nhiều trung tâm rửa xe, đó chính là họ chỉ sử dụng một cái khăn và lau bọt ở tất cả các vị trí. Như vậy là cát, đất và bùn bẩn ở phần dưới nó sẽ bám vào cái khăn và trà sát lên phần sơn ở phía trên. Như vậy sẽ làm xước sơn. Quy trình chuẩn phải là phần sơn là một cái khăn riêng và phần ốp ở dưới hay là phần lốp hay là phần cua lốp là một chiếc khăn riêng. Vấn đề tiếp theo có lẽ là chúng ta sẽ không hề để ý đâu, đó chính là việc lau ở những cái vị trí cao hoặc là xa mà so với tầm với của chúng ta. Ví dụ như các xe SUV hay là xe bán tải thì cái kính này nó rất cao hay là capo rất cao. Chính vì vậy mà nhiều trung tâm chăm sóc xe thiếu chuyên nghiệp, người ta dùng những cái chổi, người ta đứng ở ngoài, người ta lau, dùng những cái chổi và cái cán rất là dài. Và cái chổi đó người ta dùng để lau tất cả các xe, xe bẩn, xe sạch. Và có thể là ở cái mặt bề mặt chổi ấy, nó bám rất nhiều bụi bẩn và trà sát lên kính rồi là lên capo của chúng ta. Như vậy là rất hại. Chính vì vậy mà những cái trung tâm chăm sóc xe chuyên nghiệp, người ta phải dùng một cái khăn chuyên dụng bằng lông cừu chuyên dụng rất mềm để lau rất là nhẹ nhàng. Như vậy là kính và capo mới không bị xước. Sau công đoạn rửa sạch là đến công đoạn lau khô và vệ sinh nội thất, thì cũng có những điều mà tôi cảm thấy rất khó chịu. Cụ thể như nào bây giờ chúng ta sẽ cùng xem. Đầu tiên là một số những cơ sở chăm sóc xe lại sử dụng cái gạt nước, cái gạt mưa như thế này để gạt nước ở trên kính hoặc là ở trên sơn xe. Đó. Thực ra vấn đề có thể là sẽ không xảy ra vấn đề gì nếu như cái gạt mưa này nó được thiết kế tốt. Tuy nhiên là họ thường tận dụng những cái gạt mưa đã cũ. Bên trong cái gạt mưa này là cái xương kim loại, và rất có thể trong quá trình gạt nước ở trên kính hoặc là trên thân vỏ, nó có thể cái xương kim loại nó có thể cọ vào một số những cái chi tiết. Chính vì vậy ở những cơ sở chăm sóc xe chuyên nghiệp, người ta sẽ không bao giờ sử dụng một thiết bị như thế này.
Tại những cơ sở chuyên nghiệp thì họ sẽ sử dụng hai cái khăn. Thứ nhất là một chiếc khăn rất to để lau thoáng toàn bộ nước ở toàn bộ xung quanh xe. Và tiếp đó là họ sẽ sử dụng một chiếc khăn nhỏ hơn để tỉa những cái khe kẽ nhỏ hơn. Một vấn đề mà tôi cũng cảm thấy rất khó chịu đó chính là đôi khi ở những cơ sở thiếu chuyên nghiệp, người ta phụt nước chưa sạch hóa chất đã chuyển sang công đoạn lau. Và chính cái hóa chất này nó ngậm ở bên trong là bùn đất và bụi bẩn. Nó sẽ khô đi, tạo thành những cái mảng bám và những cái vết này rất khó lau. Tiếp đó một công đoạn mà không phải cơ sở chăm sóc xe nào cũng có, đó chính là dùng súng hơi xịt ở những cái khe kẽ. Những cái khe kẽ ở gương này hoặc là ở la răng. Và hậu quả là gì? Khi mà chiếc xe giao cho chúng ta, tức là gần như là họ hoàn thành rồi, thì chúng ta lại thấy những cái dòng nước nó chảy từ những khe kẽ này, nó chảy xuống. Và những cái dòng nước này nó sẽ bám bụi vào, tạo thành những cái vệt bẩn, những cái vết bẩn hay là la răng mà nó vẫn còn nước đọng ở những cái khe kẽ, bụi nó sẽ dính vào đấy, nó tạo thành những cái vết bẩn và lâu ngày nhìn trông rất là ngứa mắt. Và đôi khi chúng ta sẽ có một cái cảm giác rất khó chịu khi mà tất cả những cái khe kẽ này không được chăm sóc. Và đặc biệt là một quy trình không thể bỏ qua đó chính là dùng súng hơi để xịt sạch bụi ở những cái khe kẽ ở bên trong nội thất, những cái khe ghế hoặc là khe vô lăng hoặc là khe các cửa gió điều hòa chẳng hạn. Ở các cơ sở chuyên nghiệp thì cần phải có hai cái khăn lau, ít nhất là hai cái khăn lau. Một khăn lau chuyên dùng để lau kính và một khăn lau sử dụng để lau các chi tiết khác. Và ngoài ra cần có một cái khăn lau riêng nữa, khăn lau số 3, đó chính là để lau tất cả những cái bậc cửa, những cái vị trí mà có thể bám nhiều đất cát. Như vậy là xe tôi vừa mới được rửa xong, một quy trình rửa hết sức bình thường ở một trung tâm chăm sóc xe. Và xin được chia sẻ là quy trình rửa này có mức giá là 120.000. Như vậy là cao hơn khá nhiều so với một số những cái trung tâm mà rửa xe ở vỉa hè. Đương nhiên rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng xem rửa xe 120.000 có gì khác so với rửa xe 60.000 hoặc là 70.000 hoặc là 50.000. Gần như là tất cả những khe kẽ ở mặt ca lăng đều rất sạch, cực kỳ sạch. Và bây giờ tôi sẽ thử này. Không còn bụi luôn. Tiếp đó, tất cả những con ốc tắc kê ở la răng đều sạch bóng, bóng loáng. Và một chi tiết mà tôi cũng rất hay soi khi mà rửa xe xong, đó chính là vị trí cuống gương. Nhiều khi đi rửa xe xong, nhận xe mà nước còn chảy tong tong xuống đây, thì bây giờ không có. Tiếp đó là những cái chi tiết khác, ví dụ như là các bản lề hoặc là những khe kẽ ở trên cánh cửa cũng sạch bong. Và một chi tiết đây, quý vị hãy xem. Ở vị trí nắp bình xăng, đây là khu vực mà có dầu mỡ, cho nên là đương nhiên đây là vết dầu mỡ không thể sạch được. Còn tất cả những vị trí xung quanh, tất cả những vị trí xung quanh chúng ta có thể thấy là sạch bong. Và đây chính là một trong những cái thứ, những cái chi tiết mà rất nhiều trung tâm rửa xe sẽ bỏ qua. Chính vì vậy mà xe của chúng ta sau một thời gian sử dụng, cái vị trí này cực kỳ bẩn. Tôi sẽ kiểm tra một số những chi tiết khác. Đây, những cái khe kẽ cực kỳ nhỏ, đều sạch, gần như không còn hạt bụi. Và điều này cực kỳ quan trọng, đó chính là nếu như chúng ta thường xuyên vệ sinh sạch sẽ mỗi một lần đi rửa xe thì nó sẽ không bị đóng cặn và cái quá trình rửa nó cũng đơn giản và dễ dàng hơn. Và đây là hậu quả của việc là khi mà rửa xe xong không lau kỹ nước, không xịt kỹ nước ở những cái khe kẽ đây. Chúng ta có thể thấy là ở xung quanh những cái chữ bám đầy cặn bẩn, và những cặn bẩn này nếu đọng lâu ngày là rất cứng đầu, cực kỳ khó vệ sinh. Như vậy là chúng ta vừa mới theo dõi toàn bộ quy trình rửa xe tiêu chuẩn và những điều mà tôi cảm thấy khó chịu trong quá trình rửa xe. Và đây cũng là thông điệp chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị, những ai mà có thể tự chăm sóc xe tại nhà, để chúng ta có thể hiểu một số những quy trình để tự chăm sóc chiếc xe của mình. Tuy nhiên tất cả những gì mà chúng tôi chia sẻ trong chương trình hôm nay mới chỉ là quy trình. Còn hai vấn đề nữa vô cùng quan trọng mà chúng ta không thể kiểm soát được, đó chính là hóa chất và nguồn nước. Nguồn nước phải sạch và hóa chất phải tin cậy, nếu không thì sẽ làm hỏng sơn xe của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ còn cách, đó chính là chọn những cơ sở uy tín và tin cậy. Và toàn bộ nội dung của video này chỉ là cảm nhận của riêng cá nhân tôi. Và rất có thể là trong quá trình chăm sóc chiếc xe của mình, quý vị còn có những cái trải nghiệm khác. Nếu như có, chúng ta cùng nhau chia sẻ bằng cách bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và ủng hộ Tiếp Ca.